Trong những ngày vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gây bất ngờ và ngỡ ngàng không nhỏ khi thể hiện đặc biệt nổi bật về đối địch quyết liệt với Nga. Ông Macron là người đầu tiên ở phía NATO đề cập việc không loại trừ khả năng đưa quân đến tham chiến ở Ukraine, tức là chiến tranh trực tiếp với Nga. Sau Anh và Đức, nước Pháp là nước thứ ba ký kết với Ukraine hiệp ước an ninh với nội dung chính là Paris hậu thuẫn CAIP về mọi phương diện để Ukraine chỉ thắng chứ không thua. Sau đó, Pháp lần lượt ký hiệp ước an ninh với Armenia và Moldova. Đây là hai quốc gia vốn ở trong tầm ảnh hưởng truyền thống của Nga, nhưng hiện tại đã thiên lệch hẳn về phía EU và phương Tây. Armenia đã ngưng trệ sự tham gia một liên minh an ninh tập thể với Nga, và một số nước khác mới đây lại còn đã công khai đề cập lần đầu tiên đến ý định gia nhập EU. Moldova vừa tăng cường dựa vào EU và phương Tây, vừa có những toan tính mới với vùng lãnh thổ ly khai Transnistria vốn thân Nga. Cảm nhận chung là ông Macron đang chủ ý xông lên phất cờ, dẫn dắt các nước châu Âu đối địch Moscow để Nga thất bại về mọi phương diện ở cựu lục địa. Nếu cả EU và NATO hay khối phương Tây không làm được điều ấy như đã bộc lộ mà giờ ông Macron và Pháp lại làm được, thì chẳng phải Paris sẽ có được vai trò chính trị thế giới và châu lục đặc biệt nổi trội và trở thành thủ lĩnh của châu Âu hay sao? Xem ra, ông Macron rất tự tin và cho rằng chỉ có Pháp trên cương vị là một cường quốc hạt nhân mới có thể đối thủ của nước Nga có vũ khí hạt nhân ở châu Âu. Ông Macron đang dùng cách mới để hiện thực hóa tham vọng lớn. Pháp đang kết nối một liên minh các nước cởi mở với vấn đề gửi binh sĩ sang Ukraine. Dù nhiều nước phản đối ý tưởng này, Pháp đang xây dựng một liên minh gồm các quốc gia sẵn sàng gửi binh sĩ đến Ukraine trong động thái tỏ ra ngày càng khác biệt với thái độ thận trọng hơn của Đức, theo tờ Politico ngày 9 tháng 3. Ngoại trưởng Pháp Stephen Sejon hôm 8 tháng 3 đến Lithuania để gặp gỡ những nhà ngoại giao từ các nước vùng Baltic cũng như người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba. Nga không có quyền nói chúng tôi nên giúp Ukraine như thế nào trong những tháng hoặc năm tới. Nga không phải là bên sắp xếp cách chúng ta triển khai hành động hay đặt ra các làn danh đỏ. Vì vậy, chúng tôi quyết định nó cùng nhau, ông Sejon nhấn mạnh tại cuộc gặp. Các nhà ngoại giao đã thảo luận về khả năng những binh sĩ nước ngoài giúp Ukraine tháo gỡ bom mìn. Ngoại trưởng Sejon nhiều lần đề cập rằng hoạt động giả phá bom mìn là một khả năng và lưu ý rằng điều này có nghĩa là sự hiện diện của một số nhân sự ở Ukraine nhưng không tham gia vào cuộc chiến. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang phải đối diện tình trạng thiếu đạn pháo, khiến việc ngăn chặn các cuộc tấn công dữ dội của Nga trở nên khó khăn. Ukraine không yêu cầu chúng tôi gửi quân. Ukraine đang yêu cầu chúng tôi gửi đạn dược vào lúc này. Chúng tôi không loại trừ bất cứ điều gì trong những tháng tới, theo ông Sejon. Ngoài ra, Ngoại trưởng Sejon còn nêu mối lo ngại về việc Nga để mắt tới các nước vùng Baltic vốn từng là một phần của Liên Xô cũ, nhưng hiện là thành viên của Liên minh châu Âu, EU và NATO. Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis nói rằng các đồng minh phải vạch làn danh đỏ cho Nga chứ không phải cho chúng ta. Không thể loại trừ bất kỳ hình thức hỗ trợ nào dành cho Ukraine. Chúng ta cần tiếp tục hỗ trợ Ukraine ở những nơi cần thiết nhất, ông nhấn mạnh. Một số nước NATO phản đối việc gửi quân tới Ukraine, bao gồm Đức Cộng hòa Séc, Bulgari, Ba Lan, Tây Ban Nha và Ý. Trong khi đó, một số quốc gia sẵn sàng xem xét khả năng này, chẳng hạn như Lithuania, Latvia và Estonia. Canada, một thành viên NATO, tuyên bố sẵn sàng gửi quân tới Ukraine, nhưng chỉ để huấn luyện lực lượng phòng thủ Ukraine ở các khu vực xa mặt trận. Hồi cuối tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không loại trừ khả năng gửi quân đội phương Tây đến giúp đỡ Ukraine. Ông nói rằng vấn đề chính là hiện NATO chưa có sự đồng thuận về điều này. Ngay sau đó, hầu hết các nước châu Âu, trong đó có Đức, Cộng hòa Séc và Ba Lan, cho hay họ không có kế hoạch như thế. Tuy nhiên, theo tờ The Washington Post, Ba Lan dường như đang thay đổi quan điểm. Sự hiện diện của lực lượng NATO ở Ukraine không phải là điều không tưởng, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski phát biểu hôm 8 tháng 3 và nói thêm rằng ông đánh giá cao sáng kiến của Tổng thống Macron bởi vì Tổng thống Nga Vladimir Putin sợ, chứ không phải chúng tôi sợ ông Putin. Dù đến nay vẫn là nước châu Âu viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine, Đức vẫn đang chịu nhiều áp lực về việc chưa gửi tên lửa hành trình tầm xa Taurus do lo ngại sẽ bị Nga xem là hành động khiêu khích. Ngoại trưởng Ukraine dường như ám chỉ về sự dè dặt này khi ông phát biểu tại cuộc gặp. Cá nhân tôi đã chán nấy với nỗi sợ leo thang. Vấn đề của chúng ta là vẫn có những người nghĩ về cuộc chiến này với tâm lý sợ leo thang. Các bạn sợ kiểu leo thang nào? Điều gì khác phải xảy ra với Ukraine để bạn hiểu rằng nỗi sợ hãi này là vô ích? Bạn mong đợi ông Putin sẽ làm gì? Chà, tôi đã gửi xe tăng nhưng tôi không gửi tên lửa hay quân đội. Vì vậy có lẽ bạn sẽ tử tế với tôi hơn những người khác. Đó không phải là cách ông Putin nghĩ. Đó không phải là cách ông ấy đối xử với châu Âu, theo Ngoại trưởng Kuleba. Theo tờ Politico dẫn lời giáo sư Philip O'Brien về nghiên cứu chiến lược tại Đại học St. Andrew, Scotland, phát biểu của Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski về sự hiện diện của lực lượng NATO ở Ukraine không phải là điều không tưởng, nằm trong xu hướng thay đổi lớn hơn nhằm đứng về phía quan điểm của Pháp. Theo ông,
vấn đề gửi lực lượng châu Âu đến giúp Ukraine luôn là một khả năng. Giáo sư này cho rằng điều này càng thể hiện rõ hơn khi Mỹ rút lui về viện trợ. Châu Âu hiện đối diện thế tiến thoái lưỡng nan kinh khủng là nhìn Ukraine có khả năng cạn kiệt đạn dược hoặc bước vào và giúp đỡ một cách trực tiếp hơn. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.